Xin chào tất cả anh em. Trước khi vào để giới thiệu cái bộ đồ chơi mới về môn chơi bầu cua thì tôi sẽ bật đồng hồ dây lên để chứng minh cho anh em thấy đây là một video không hề cắt ghép, không hề chỉnh sửa anh em nhé. Thì những anh em nào đang thua tha, đang cần một bộ đồ chơi về môn chơi bầu cua để có thể gỡ gạc và lấy lại tất cả những gì đã mất và lấy về để chơi vào dịp Tết, thì anh em hãy tập trung xem hết video này của tôi nhé. Trong thời gian vừa qua thì có rất là nhiều anh em đã mua phải những cái đồ đánh bầu cua như là máy đánh rung ngắn rung dài hoặc là các loại máy đánh cảm ứng, thì anh em thấy được rằng là cái độ chính xác của máy này không hề cao, và vào những cái tiếng bạc to mà anh em xuống tiền mà máy nó báo sai thì bạc nó sẽ quật ngược anh em sẽ là những người thua tha. Và đặc biệt là có một số anh em rất là tự tin với cái tay nghề của mình, khi vào sân chơi anh em không hề kiểm tra, hoặc là mặc dù đã kiểm tra kỹ về thau, về đĩa, về hột rồi, nhưng cuối canh bạc anh em vẫn là người thua tha như bình thường. Đấy, thì chính vì thế là anh em xem hết video này của tôi thì anh em sẽ thấy được rằng là đồ bịp công nghệ của thời điểm năm 2023 nó đẳng cấp như thế nào anh em nhé. Đấy, thì tôi sẽ giới thiệu đến cho anh em đó là máy đánh bầu cua B28. Thì khi đi chơi máy này anh em không cần phải chuẩn bị như là thau, là đĩa, là hột. Đấy, tất cả những cái đồ này là của chủ sân, chủ sới, là của người ta anh em nhé, hoàn toàn xanh chín. Thì đánh cái máy này thì anh em không cần phải hai người, một mình anh em đánh thôi, rất là kín đáo, an toàn và báo cực kỳ chính xác anh em ạ. Thì chiếc máy này được thiết kế ở đây là 9 mắt camera tia hồng ngoại để máy có thể quét trực tiếp lên mặt của bầu cua, tôm, cá, ghi nhớ lại hai mặt hột. Sau đó máy xử lý xong, máy sẽ báo trực tiếp kết quả rung cho anh em biết là trong thau, trong đĩa đó là mặt gì. Đấy, thì bây giờ không để anh em chờ lâu, tôi sẽ đi vào và cho anh em thấy cái nguyên lý hoạt động của bộ đồ này. Thì anh em chỉ cần lưu ý cho tôi một điều, đó là tại các tụ điểm mà anh em đánh bầu cua bịp thì anh em xem là người ta chơi bằng hột gì, hột xốp, hột giấy hoặc là hột tre đều có thể sử dụng được cái máy này. Đấy, thì trên đây là rất là nhiều hột, bây giờ tôi sẽ sử dụng một hột này, tôi bật máy lên nhé. Đấy, tôi bật máy lên thì anh em có thể thấy là mắt tia hồng ngoại đã sáng lên. Anh em sẽ soi cho tôi một mặt bất kỳ nhá, anh em thích mặt nào anh em quét vào mặt đấy nhá. Thì ví dụ như tôi, bản thân tôi này, tôi thích mặt bầu này, tôi sẽ sử dụng máy tôi quét trực tiếp lên mặt bầu này, tầm khoảng 3 đến 5 giây này, sau khi máy quét xong máy sẽ báo tín hiệu này, máy báo tít một tiếng tức là đã ghi nhớ xong mặt bầu. Sang đến mặt tiếp thứ hai đó là mặt nai, đấy tôi sẽ quét mặt nai, anh em thích mặt nào anh em quét mặt đấy nhá. Đấy, tôi thích mặt nai tôi quét mặt nai này, máy báo tín hiệu lần thứ hai tức là máy đã ghi nhớ xong mặt nai. Đấy, thì bây giờ tôi sẽ để cái hột này ra ngoài này và tôi sẽ chọn ngẫu nhiên 3 hột ở trong này để tôi mang ra tôi đánh cho anh em xem. Đấy, chọn ngẫu nhiên này 3 hột anh em nhé, tôi để lại 3 hột. Thì bây giờ tôi để cái máy này lên cái bát để cho anh em cùng nghe được cái tiếng rung báo chuẩn như thế nào anh em nhé. Nếu như máy rung một lần ở trong thau này chắc chắn là có bầu, còn máy rung hai lần thì sẽ có nai anh em nhé. Để tôi để lên đây này. Và bây giờ tôi sẽ đi vào và tôi sóc thực tế để cho anh em cùng xem nhé. Sóc thực tế này. Máy trả kết quả không rung thì bên trong chắc chắn sẽ không có bầu và không có nai. Những tiếng này thì anh em không cần thả tiền hoặc là anh em thả nhẹ tiền thôi nhé. Đấy, bên trong hai con cua, một con gà, không có nai. Máy báo cực chuẩn cho anh em này. Sóc tiếp cho anh em xem nhé. Máy trả kết quả rung hai. Trong này chắc chắn có con nai anh em nhé. Mở ra này. Đấy, có một con nai này. Nai, cá và cua. Đấy, máy báo cực chuẩn cho anh em này. Đấy, sóc tiếp này. Tôi sẽ sóc nhiều tiếng cho anh em cùng xem. Máy vẫn trả kết quả rung hai. Sẽ có con nai trong này anh em nhé. Mở ra này. Đấy, nai, cá, tôm. Đấy, có một con nai anh em nhé. Máy báo rung như thế nào? Anh em đã soi đi, anh em đánh đúng thế thôi. Máy trả rất chính xác luôn. Máy trả kết quả không rung này, bên trong sẽ không có bầu và không có nai. Mở ra này. Đấy, không có bầu, không có nai anh em nhá. Tôm, gà, cá, không có bầu, không có nai. Đấy, nếu như không có những cái con mà anh em đã từng soi thì chắc chắn là sẽ báo không rung anh em nhá. Máy trả kết quả rung hai này, trong này chắc chắn có con nai anh em nhá. Tôi mở ra cho anh em xem này. Đấy, nai này, hai con nai anh em nhá. Hai con nai một con tôm. Đấy, máy báo rất chuẩn, khi mà anh em xuống tiền anh em yên tâm. Anh em mở bát ra chắc chắn nó sẽ có kết quả chuẩn như máy báo anh em ạ.
Máy tiếp tục trả kết quả rung 2 này. Trong này sẽ có con nai anh em nhé. Sẽ có nai 100% này, mở. Đấy, một con nai này, một con tôm và một con cá. Đấy, thì bây giờ tôi sẽ để cái máy này lên tay để cho anh em cùng cảm nhận được là nếu như anh em để cái máy này ở trong người thì chắc chắn luôn là đối phương người ta sẽ không biết, bởi vì máy rung cực kỳ êm nhá. Rung giống như là rung tin nhắn thôi anh em ạ. Bây giờ tôi sẽ để trên tay này, tôi thóc thử cho anh em này. Máy trả kết quả rung 1 này. Tôi mở ra trong này sẽ có một con bầu anh em nhá. Chắc chắn sẽ có một con bầu này, mở luôn này. Đấy, có bầu tôm cá này. Bầu cua cá anh em nhá, bầu cua cá. Đấy, máy báo rất chuẩn cho anh em này. Tiếp này. Đấy, máy báo kết quả rung 2 lần, tôi mở ra sẽ có nai. Khẳng định với anh em 100% mở ra có nai này, đánh nai 100 triệu. Đấy, mở ra có một con nai này, nai cá gà này. Rất chuẩn anh em nhá. Sóc tiếp này. Máy tiếp tục trả kết quả rung 2 này. Tôi mở ra sẽ có một con nai em nhá. Chắc chắn sẽ có một con nai trong này. Mở ra này. Đấy, nai, gà, gà. Đấy, một con nai và hai con gà. Chắc chắn có nai. Máy đã trả kết quả thì không bao giờ sai được anh em nhá. Lắc tiếp này. Máy không báo rung này. Máy không báo rung này. Bên trong sẽ không có bầu và không có nai. Mở này. Đấy, hai con cua, một con cá. Máy báo cực chuẩn cho anh em. Đấy, máy báo kết quả rất chính xác. Đấy, lắc tiếng cuối cùng để cho anh em cùng xem nhé. Máy trả kết quả rung 2 lần thì chắc chắn ở trong này nó sẽ có con nai anh em nhé. Mở ra này, mở. Đấy, có nai này, một nai, hai gà. Đấy, đi qua một vài tiếng thử là anh em thấy được độ hiệu quả của con máy B28 này, nó báo cực chuẩn như thế nào anh em ạ. Nếu anh em đang có nhu cầu muốn lấy đồ này về anh em chơi, anh em có thể đến thẳng cơ sở để anh em test hàng. Khi đi anh em mang thau, mang đĩa và mang hột của anh em đến, tôi sẽ thử thực tế bằng cái máy B28 này đánh cho anh em xem, và anh em sẽ thấy được rằng độ hiệu quả của bộ đồ này rất là tuyệt vời anh em nhé. Thì anh em nào ở khu vực miền Bắc hoặc là anh em ở khu vực Việt Nam thì tôi đều có cơ sở để cho anh em đến thử đồ. Đấy, anh em có nhu cầu mà anh em lấy hàng thì anh em cứ đi alo trực tiếp số điện thoại đang chạy trên màn hình. Đấy, và anh em đến thử đồ thoải mái anh em nhé. Đấy, thì anh em đang thua tha thì lên cân đối để anh em lấy đồ này để về anh em chơi anh em ạ. Cảm ơn anh em đã theo dõi clip. Xin chào tất cả anh em. Một khi anh em đã vào xem video clip của tôi thì chắc chắn luôn là anh em đã thua tha rất là nhiều. Hiện nay vào cái thời buổi công nghệ 4.0, người khôn của khó, nhưng vẫn còn rất là nhiều anh em có ý định là đi vay lãi, anh em cắm nhà, anh em cắm xe để anh em vào sân chơi như là sóc đĩa, tài xỉu hoặc là bầu cua. Đấy, anh em nhằm là gỡ gạt những gì anh em đã mất bằng cách là đánh xanh chín. Đấy, thì chắc chắn luôn là anh em phải hiểu một cái triết lý, đó là cờ gian bạc lận, đó là muôn thuở anh em ạ. Chỉ có người khôn người ta mang người đi những cái đồ bịp cao cấp để người ta bịp anh em thôi. Đấy, mặc dù là vào sân chơi anh em đã kiểm tra là thau, là đĩa, là hột rất là xanh chín rồi, nhưng cuối cùng cái kết anh em vẫn thua tha và mất trắng tay như bình thường anh em ạ. Đấy, thì hôm nay tôi sẽ giới thiệu đến cho toàn thể anh em một cái bộ đồ chơi bầu cua bịp cực kỳ đẳng cấp. Bộ đồ chơi này đi chơi thì chỉ cần một mình anh em chơi thôi, không cần phải hai người anh em nhé. Thì anh em không cần phải chuẩn bị như là thau, là đĩa, là hột bịp, tất cả những cái này đều là xanh chín hết. Anh em chỉ cần biết cho tôi một điều là hiện tại các tụ điểm mà anh em chơi người ta chơi bằng hột gì, hột xốp, hột giấy hoặc là hột tre đều được anh em nhé. Thì bây giờ tôi sẽ đi vào và giới thiệu cái bộ đồ này. Thì phía trước màn hình anh em đang quan sát đây là bộ thiết bị sản phẩm có tên gọi là con máy B28. Thì máy này được làm từ 9 mắt camera có chiếu tia laser hồng ngoại để giúp ghi nhớ cái mặt bầu cua tôm cá vào trong máy. Khi mà nhà cái hoặc là anh em sóc cái á, có mặt này ngửa lên trên thì máy nó sẽ trực tiếp báo rung về cho anh em. Đấy, bây giờ tôi sẽ đi vào và thử đồ trực tiếp để cho anh em cùng xem, để cho anh em dễ hiểu về nguyên lý hoạt động của bộ đồ này. Đấy, thì trên đây nó là bộ sản phẩm là hột bằng giấy anh em nhé. Anh em sẽ chọn cho tôi ngẫu nhiên một hột này. Anh em sẽ sử dụng máy này, anh em bật nguồn lên này. Bên này nó có nút công tắc bật nguồn, anh em bật nguồn lên. Sau đó anh em sẽ sử dụng máy này, anh em quét này. Anh em sẽ bấm vào đây, anh em quét. Anh em sẽ quét trực tiếp cho tôi một mặt ở trên này. Đầu tiên tôi sẽ quét ở đây, tôi chọn mặt bầu này. Tôi sẽ chọn mặt bầu. Đấy, sau khi mà máy quét xong rồi, máy sẽ báo tít một tiếng, nó sẽ nhận diện xong cái mặt bầu này. Tiếp theo anh em chuyển sang mặt thứ hai, đó là mặt nai này. Anh em bắt đầu quét này.
anh em quét cho tôi tầm 2 đến 3 giây này, máy nhận diện xong máy sẽ lập tức báo tiếng tít thứ hai. Đấy thì bây giờ nếu như mà nhà cái hoặc là anh em sóc cái xong mà có mặt bầu ngửa lên trên, máy sẽ báo rung 1. Nếu như có mặt nai ngửa lên trên, máy sẽ báo rung 2. Thì dựa vào cái tiếng rung này thì anh em sẽ chiến thắng 100% anh em nhá. Thì bây giờ tôi sẽ bỏ cái hột này ra bên ngoài, sau khi quét xong rồi, tôi sẽ lấy những hột này ngẫu nhiên này. Đấy, tôi sẽ sóc lên và lấy ngẫu nhiên 3 hột. Đấy, tôi sẽ chọn ngẫu nhiên 3 hột để lại. Đấy, tôi sẽ sử dụng 3 hột này để đánh thử để cho anh em cùng xem này. Đấy, máy tôi để đây để cho anh em cùng nghe và anh em cùng cảm nhận tiếng rung của nó nhé. Bây giờ bắt đầu tôi đi vào tôi sóc thử để cho anh em cùng xem. Sóc này. Máy trả kết quả không rung anh em nhé. Trong này sẽ không có bầu, không có nai. Máy trả kết quả cực kỳ chuẩn chỉ luôn. 2 con tôm, 1 con cua này. Tôi lắc tiếp cho anh em xem. Máy trả kết quả rung 1 anh em nhé. Rung 1 có bầu này. Mở ra có 1 con bầu này. Bầu, tôm, cá này. Có bầu anh em nhé. Tôi lắc tiếp này. Máy trả kết quả rung 2 này. Trong này sẽ có 1 con nai này. Đấy, mở ra có nai cho anh em đánh này. Nai, tôm, cua này. Đấy, máy báo cực chuẩn cho anh em này. Lắc tiếp này. Máy trả kết quả không rung, sẽ không có bầu, không có nai. Đấy, những cái tiếng này thì anh em không xuống tiền anh em nhá. Đấy, lắc tiếp này. Đấy, máy báo 2 rung này, có nai này em nhá. Mở ra có nai này. Ok, có 2 con nai này. Đấy, có 2 con nai, 1 con tôm. Đấy, máy báo rất chuẩn. Đồ mới này thì anh em yên tâm, anh em xuống tiền anh em chắc chắn luôn là chiến thắng 100% anh em nhá. Đấy, máy trả kết quả rung 2 vẫn có 2 con nai nhá. Đấy, có con nai này. Đấy, máy báo rất là chuẩn luôn. Đấy, tôi lắc tiếp cho nó xanh chín này. Máy trả kết quả rung 1 này, sẽ có bầu ở trong này. Đấy, có bầu này. Mở ra có bầu anh em nhá, có cả bầu có cả nai này. Này máy kết quả vẫn chính xác 100%. Bây giờ tôi cầm trên tay để tôi cho anh em xem là khi mà đánh một mình này, không ai nghe được tiếng rung anh em nhé. Lắc này. Máy trả kết quả không rung này. Trong này sẽ không có bầu, không có nai. Đấy, không bầu, không nai anh em nhé. Này máy trả kết quả rung 1 này. Chắc chắn là trong này sẽ có 1 con bầu anh em nhé. Có bầu này. Đấy, mở ra là bầu, cua, tôm này. Đấy, tôi lắc tiếp cho anh em xem. Tiếng rung cực kỳ êm, không ai phát hiện được đâu anh em ạ. Máy trả kết quả rung 2 này, trong này sẽ có nai anh em nhé. Mở ra này, có nai, cua, tôm này. Đấy thì qua một vài tiếng thử, khi mà tôi cầm ở trên tay này, anh em có thể thấy rằng là không ai nghe tiếng gì anh em nhé. Anh em để ở trong người không ai biết. Đấy, chắc chắn luôn là xong trận bạc. Anh em cầm tiền ra về không ai biết là anh em bịp bằng đòn gì anh em ạ. Đấy thì những anh em nào mà đang quan tâm, anh em đang cần một bộ đồ để anh em đi đánh bầu cua, để anh em bịp tất cả các sòng các sới, từ sới to cho đến sới nhỏ, thì anh em hãy liên hệ trực tiếp số điện thoại trên màn hình. Đấy, khi mà anh em đến cơ sở của tôi, anh em thử đồ, anh em có thể mang thau, mang đĩa, mang hột của anh em đến, tôi sẽ thử đồ này trực tiếp cho anh em cùng xem, đánh cực kỳ chuẩn chỉ anh em nhá. Một bộ đồ cực kỳ đẳng cấp, bịp không ai biết anh em ạ. Thì cơ sở nhà tôi có 2 địa chỉ, một là anh em đến bến xe Mỹ Đình ở miền Bắc, hai là anh em đến bến xe miền Đông ở Sài Gòn để anh em thử đồ. Đấy, khi thử đồ thì anh em cứ mang đồ của anh em đến, anh em thử đồ thoải mái. Đấy, có gì anh em giao lưu với nhau để tôi giới thiệu cho anh em về tất cả các bộ đồ bịp cao cấp nhất về môn chơi sóc đĩa, bầu cua và tài xỉu anh em nhé. Đấy, cảm ơn anh em đã theo dõi.